Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Như trong phần mở đầu chúng ta được nghe Chúa muốn chúng ta học biết về sự sức dầu Isaka. Chúa muốn chúng ta làm những người sống trước cái thời đại của chúng ta. Vì chúng ta có một Đức Chúa Trời toàn tri. Ngài có thể hướng dẫn chúng ta để chúng ta biết trước những điều sẽ xảy ra. Tôi cảm ơn Chúa vì nhìn lại, vì Chúa cho chức vụ của tôi được Chúa ngài hướng dẫn trong sự sức dầu của Isaka này trong nhiều lĩnh vực. Nhìn lại cảm ơn Chúa là từ năm 1987, BBC Houston của chúng ta có chương trình truyền hình trước cả Daystar. Chính cái studio mà đã giúp cho chúng ta để có thể có chương trình truyền hình ở trên đài 47 lúc bây giờ. Sau này bán lại cho Daystar để Daystar có thể mở rộng bành trướng cái mạng lưới của Daystar. Nhiều anh chị em có mặt, một vài anh chị em có mặt ở tại đây cũng đã từng ở trong ban hát ở trong thời đó. Cảm ơn Chúa. Có lẽ lúc đó chưa bao giờ có là một hội thánh Việt Nam lại có thể làm chương trình để truyền hình trên làn sóng ở tại Hoa Kỳ này. Thì chắc chắn chúng ta đã sống trước thời đại của chúng ta. Và cảm ơn Chúa rồi chúng ta bởi cái kinh nghiệm đó lại được dự phần vào trong việc chương trình phát thanh. Và năm nay là chúng ta 23 năm kể từ lúc chúng ta có chương trình phát thanh ở trên đài Sài Gòn 900. Trước đó là Sài Gòn nhỏ, Little Sài Gòn Radio. Rồi sau thì con rể đã mở cái Sài Gòn Houston. Thì chúng ta đã tải chương trình giảng của chúng ta ở trên đài phát thanh này. Cảm ơn Chúa. Có nhiều điều khác nữa như trang web của chúng ta thì từ năm 1987 chúng tôi đã nuôi cái khải tượng này. Đến một ngày sẽ có một trang web mà chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu thuộc linh của con cái của Chúa nhiều nơi trên thế giới. Cảm ơn Chúa. Để chúng ta nhìn lại chúng ta thấy việc chúng ta trực tiếp truyền hình buổi nhóm của chúng ta trước khi có Facebook Live thì chúng ta đã có. Trước khi có dịch Covid chúng ta đã có chương trình trực tiếp truyền hình, cho nên khi đụng đến chuyện thì chúng ta đã quen thuộc và không trật một nhịp nào hết. Anh xem nhìn lại thì chúng ta tạ ơn Chúa. Có ai đồng cảm với tôi và amen cho việc này không? Ngợi khen Chúa bởi vì Chúa ngài trong cái cách và sự hướng dẫn của ngài đó, vì một cái lý do nào đó chúng ta luôn một bước hai bước trước. Ở đây không phải là sự khôn ngoan của con người, nhưng mà chúng ta tin rằng có một sự sức dầu và ban phước của Đức Chúa Trời. Và tối hôm nay chúng ta đặt tên nó đó là sự sức dầu Isaka. Họ là những con người có một cái sự hiểu biết rất lạ, biết trước cái thời kỳ của họ. Và chúng ta cũng cần có được cái sự biết trước này. Trước khi Việt Nam của chúng ta đối diện với những tà giáo du nhập vào trong Việt Nam, chúng ta đã giống tiếng chuông đó tại nước ngoài này, nhưng mà rất tiếc là không có bao nhiêu người trong nước chịu nghe. Đó là Chứng nhân Jehovah, Mạc Môn và các tà giáo khác đang chuẩn bị một số tài liệu rất lớn. Họ đầu tư rất là nhiều tiền in ấn tài liệu để sẽ đổ vào Việt Nam. Và những tín lý mà ngày hôm nay chúng ta thấy Hội Thánh Việt Nam phải vật lộn đối như là Đức Chúa Trời một ngôi theo như cái nền tảng của Chứng nhân Jehovah đó. Rồi những cái tà giáo khác nó sẽ đến, và chẳng những như vậy, nó là một trong các nhóm được chính quyền Việt Nam công nhận như là các tổng hội của Tin Lành của chúng ta. Khi nhìn lại và thấy những điều này, tôi thấy rằng rất tiếc là không có những anh em trong hội thánh đồng đảo đồng hành với tôi. Vì một tiếng nói và thiếu cái sự yểm trợ của anh em thì không được ảnh hưởng một cách lớn lao. Mặc dù có ảnh hưởng đó, nhưng mà tôi hình dung sẽ có một đội ngũ của anh em trong hội thánh. Chúng ta bỏ những chuyện lỉnh kỉnh, những chuyện lặt vặt, cãi nhau, tranh cãi với nhau, những cái chuyện không cần thiết. Mà mình cứ gây cháy hoài, thành ra mục sư cứ xách thùng đi chữa cháy hoài. Nếu tất cả chúng ta đều tập trung vào và chúng ta xin Chúa cho chúng ta có cái sự sức dầu này đó, chúng ta sẽ đi rất xa rất nhanh. Vì khi Chúa ngài hướng dẫn chúng ta không đi lòng vòng mà chúng ta đi từ A đến B, đi đường thẳng thì nó sẽ rất là nhanh. Những người của chi phái Isaka này đó anh chị em, họ chẳng những biện biệt và không sáng từ nơi sự soi sáng của Chúa, nhưng mà họ không chỉ tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời qua lời của ngài, nhưng mà họ biết phải làm gì với những cái sự biết trước và những sự mặc khải này của Chúa. 1100 năm trước công nguyên, một nữ quan sát được Đức Chúa Trời ngài cho trổ dậy. Sau 20 năm dân sự của Chúa bị nước lân bang cai trị và làm khổ,
thì bà ngồi ở dưới gốc cây, dân chúng đến để nhận sự hướng dẫn và bà làm quan sát của họ. Thì chưa có ai yểm trợ thì Issaca đã yểm trợ cho bà. Ở trong các quan sát chương 5 câu 15 chép các thủ lĩnh của Issaca đều theo Deborah. Israel thế nào, Issaca thế nào, Barak cũng thế. Họ xông vào thung lũng như con cháu Ruben còn do dự trong lòng. Nhưng con cháu của Ruben còn do dự trong lòng. Khi các chi phái khác còn do dự trong lòng thì Issaca đã yểm trợ một nữ quan sát. Mặc dù vai trò của một phụ nữ ở trong đất nước Israel cũng có những cái đặc quyền, nhưng mà đến lúc đó thì chưa có một người phụ nữ nào làm quan sát cho họ. Đây là việc đầu tiên. Chắc chắn rằng cái sự chống đối là chuyện tự nhiên. Nhưng mà Issaca sống trước cái thời đại của họ. Họ đã yểm trợ cho quan sát Deborah ở trong những ngày đó. Và người nữ quan sát này đã giúp đỡ cho dân Israel thắng một cuộc chiến mà vị vua này đã cai trị trên nước người Israel trong 20 năm. Họ dám làm cái chuyện trước thời đại của họ. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay vẫn tiếp tục có cái sự chống đối của cái việc là phụ nữ làm mục sư, làm những người hầu vị Chúa. Vậy hệ phái Baptist của chúng ta đó là bị chia 5 xẻ 7 về chuyện này. Giáo hội và convention của chúng ta bị tách ra nhiều lần, chia nhiều mảnh khác nhau là vì cái chuyện này. Khi Hội Thánh Baptist ở tại Waco phong chức cho một nữ mục sư đầu tiên thì cả cái giáo hội nó nổ tung lên. Chừng đó chúng ta đã đối diện 25 năm rồi. Bây giờ Việt Nam bắt đầu có những cái chiến sĩ bằng phím lên và cũng tấn công về cái việc phụ nữ không được quyền hầu việc Chúa. Nhưng mà theo tôi thì nếu Đức Chúa Trời Ngài sử dụng họ thì chúng ta là ai mà chúng ta ngăn trở? Lời cảm ơn Chúa vì sự sức giàu của Chúa cho lời hứa, đó là thần của Ngài sẽ đổ trên mọi loài xác thịt, trên tôi trai tớ gái của Chúa. Không không không, Chúa chỉ đổ trên tôi trai rồi, còn tớ gái là đồ bỏ. Không, lời của Đức Chúa Trời như vậy. Tại là nếu Đức Chúa Trời trong những ngày cuối rốt, công việc mà Cha hứa đó là đổ thần của Ngài trên tôi trai tớ gái của Chúa, thì chúng ta là ai mà chúng ta muốn ngăn chặn công việc của Đức Chúa Trời? Khi tôi nói những điều này tối hôm nay chắc là cũng sẽ bị tấn công đó. Nhưng mà that's okay. Nếu chúng ta như chi phái Issaca, chúng ta sống trước thời đại của mình, người ta có thể chưa hiểu tới, để họ từ từ rồi cũng sẽ tới. Để trong chương trình của Đức Chúa Trời, chúng ta một là nhảy vào dòng sông của Chúa ngay từ đầu, hay là chúng ta đứng trên bờ sợ lạnh, sợ ướt, thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội để được Chúa Ngài sử dụng chúng ta sống. Amen anh chị em. Sau này người Issaca yểm trợ cho David là phần kinh thánh mà chúng ta được khám phá ra về những điều mô tả về chi phái này. Ở trong Sử Ký thứ nhất chương 12 câu 31-32, anh chị em có kinh thánh mở ra và theo dõi với tôi. Sử Ký thứ nhất chương 12 câu 31-32. Trong nửa bộ tộc Manasseh có 18.000 người được chỉ định đích danh đến tôn David làm vua. Nửa bộ tộc Manasseh anh chị em. Rồi câu 32 cho chúng ta thấy trong con cháu Issaca có 200 nhà lãnh đạo am hiểu thời cơ và biết điều gì dân Israel phải làm. Tất cả anh em họ hàng đặt dưới sự lãnh đạo của họ. Mấy câu kinh thánh này cho chúng ta thấy rằng trước khi David lên ngôi làm vua, là vị vua thứ nhì của Israel, khi ông chưa bắt đầu cai trị, thì có một cái việc xảy ra là có những chiến sĩ từ 12 chi phái bắt đầu đến với David. Và chúng ta thấy ở tại đây như trong câu 31, hầu như tất cả các chi phái đều có một số ủng hộ, một số chống đối. Bởi vì đây là điều cũng nguy hiểm. Saul đang làm vua, mà mình lú mặt ra, mình yểm trợ cho vị vua sẽ thay thế vua Saul, thì ông có thể lùng bắt như là ông đang lùng bắt David. Cho nên có một sự tranh cãi, trừ trường hợp là mình có một sự mặc khải rõ ràng từ nơi Chúa, đây chắc chắn là vị vua kế tiếp, thì mình mới dám đầu tư, mình mới dám đứng với ông. Cho nên chúng ta thấy người Issaca có 200 nhà lãnh đạo am hiểu thời cơ và biết điều dân Israel phải làm. Đó là điều mà chúng ta xin Chúa Ngài ban cho. Chúng ta là những người được Chúa Ngài soi sáng để chúng ta biết cái thời điểm.
Chẳng những biết cái thời điểm mình đang sống và mình cũng được Chúa ngài ban cho để biết phải làm gì. Còn nếu không thì chúng ta sẽ có một cái lý tưởng để chúng ta đeo đuổi và làm những chuyện tào lao. Đánh và chiến đấu cho những việc không cần thiết. Nhiều năm về trước, chúng tôi có một cái công ty thước đo. Khi có những người đến và nói với chúng tôi điều này điều kia, thì chúng tôi đặt câu hỏi điều này có liên quan đến sự cứu rỗi không? Nếu không, xin dẹp nó qua một bên. Vì chúng ta không có nhiều thời giờ để chúng ta phí để chúng ta làm những chuyện không liên quan đến sự cứu rỗi. Điều này không đem ai đến với Chúa, vì này cũng không có lợi ích cho ai. Nếu chúng ta bỏ hết thời giờ của mình vô trong chuyện đó, chúng ta bị ma quỷ nó dẫn chúng ta để chúng ta phí thời giờ, trong khi đáng lý chúng ta có thể hiệu quả cho Chúa. Chúng ta thấy người Isaka có một sự am hiểu thời cơ. Đây là một điều mà chúng ta cảm ơn Chúa vì họ được Chúa ngài ban phước. Trong tất cả 12 chi phái thì có cái chi phái này. Tức là một cái tỷ lệ 12 người mới có một người. Và chúng ta để ý đến cái vai trò của họ. Khi họ là cái người có sự am hiểu cái thời kỳ, thời đại mà họ đang sống và biết phải làm gì, thì họ làm lãnh đạo cho cả chi phái của mình. Họ không chỉ tìm cách hiểu, nhưng mà họ cũng muốn hành động theo sự hiểu biết mà Chúa ngài ban phước cho họ. Những người mang sự sức dầu của Isaka mong muốn để biết đường lối tốt nhất để có thể thực hiện công việc. Các con trai của Isaka có những đặc điểm anh chị em có thể ghi chép xuống ở tại đây. Thứ nhất là họ có khả năng và hiểu biết công việc của Đức Chúa Trời. Chúa cho họ có một sự nhạy bén và hiểu được công việc của Đức Chúa Trời. Trong khi người khác có thể gọi đó là việc của ma quỷ hay là cái gì đó, nhưng mà những người này biết công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều này. Khi chúng ta còn rất là trung thành với tín lý của Baptist Nam Phương, thì Đức Chúa Trời vì cái sự khao khát phục hưng, ngài đã tách chúng ta ra mà mặc khải cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời vẫn còn làm phép lạ. Ân tứ của Đức Thánh Linh vẫn còn hoạt động trong ngày hôm nay. Và bắt đêm Đức Thánh Linh cũng dành cho con cái của Chúa những ai khao khát. Cảm ơn Chúa. Trong khi người ta nói rằng tiếng lạ là của quỷ, của tà giáo, chúng ta nói rằng tiếng lạ là phước hạnh, là chìa khóa quyền năng mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Trong khi người ta nói rằng không, những người nói tiếng lạ là những người ích kỷ, chỉ biết gây dựng chính mình, còn chúng tôi là muốn nói tiên tri để gây dựng hội thánh của Chúa. Nhưng mà không nói tiếng lạ, người nó yếu như con bún, làm sao nói tiên tri để gây dựng hội thánh của Chúa được? Nó bậy, nó bạ, gây gánh nặng cho hội thánh thì có. Những người theo sự sức dầu của chi phái Isaka, họ không bị bất ngờ khi việc xảy ra. Bởi vì họ đã đi trước, họ đã bắt nhịp với chương trình của Đức Chúa Trời, cho nên khi việc nổ ra thì họ đã ở giữa chương trình đó rồi. Họ không ngạc nhiên gì. Và bởi khả năng đặc biệt ở trong việc hiểu thời cơ nên họ có ảnh hưởng rất là lớn. Họ biết những gì dân Israel phải làm và làm lúc nào. Và chúng ta thấy cả nước đã theo gương của họ. Cảm ơn Chúa. Năm cái đặc điểm của sự sức dầu Isaka mà chúng ta cùng suy nghĩ ở trong thời gian này. Thứ nhất, họ là những chiến sĩ cầu thai. Isaka nhận ra những gì đang xảy ra ở trong linh giới. Họ nhìn thấy sự tham nhũng của mối quan hệ của nó với thời đại. Với sự phân định và hiểu biết đó, họ cầu nguyện. Họ cầu nguyện cho các thành viên ở trong gia đình, trong khu phố, trong cộng đồng, trong quận, trong tiểu bang, trong quốc gia của họ. Họ cầu thai và cầu nguyện những lời cầu thai thay mặt cho người dân ăn năn và dâng thỉnh cầu lên tòa án của thiên đàng. Những người mang sự sức dầu Isaka là những người lính ở trên vọng canh. Họ nhìn thấy và phản ứng xứng hợp với những nguy hiểm đang đến. Chúng ta cần sự sức dầu Isaka này khi chúng ta muốn làm những người cầu thai đầy hiệu quả cho Chúa. Ê-sai 62 câu 6 câu 7 chép: Hỡi Jerusalem, trên các tường thành ngươi ta đặt lính canh, ta đã đặt lính canh. Suốt ngày và đêm họ sẽ không bao giờ nín lặng. Hỡi những kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, đừng nghỉ ngơi chút nào, cũng đừng để Ngài nghỉ ngơi cho đến khi Ngài tái lập Jerusalem và dùng nó làm sự ca ngợi trong khắp đất. Đây là những con người được Chúa ngài đặt ở trên vách thành. Chúng ta biết những người lính canh họ đứng trên vách thành, họ ở trong cái vị trí cao cho nên họ có thể nhìn rất là xa. Họ thấy có những toán quân có thể được sai đi trước để làm đặc công ấy. Nếu khám phá điều đó và họ báo cáo cho dân trong thành biết rằng
chuẩn bị để đối diện với có một cuộc xâm lăng đang chuẩn bị diễn ra. Người lính canh công tác là như vậy. Anh chị em yêu dấu, khi chúng ta được Chúa ngài ban cho sự sức giàu này, hội thánh sẽ rất là an toàn. Vì trước khi việc xấu xảy ra, Đức Chúa Trời ngài luôn bày tỏ để hội thánh biết để chúng ta cầu nguyện. Tôi mở ngoặc từ đây để giúp đỡ cho các anh chị em. Khi chúng ta nhận cái sự mặc khải này, nhiều khi chúng ta không biết để làm gì. Và nếu chúng ta sử dụng sai, chúng ta làm cái người giúp cho công việc của thế giới tối tăm. Giả định như mình đang ngủ, ai đó trong chúng ta đang ngủ, thì linh có một giấc mơ rất là lạ. Thấy gia đình của mục sư gặp nguy hiểm, hay là thấy mục sư đang bị cám dỗ. Thì công việc mà của một cái người hiểu cái sự sức giàu được bật dậy và cầu nguyện xin Chúa bảo vệ gia đình của tôi tớ của Chúa, xin Chúa bảo vệ tôi tớ của Ngài. Thì đó là sử dụng chính xác cái sự Chúa nghe báo cho biết trước để mình cầu thay, như là một người lính canh ở trên vách thành. Còn sử dụng sai là như thế này: ồ, tối hôm qua tôi nằm mơ thấy một cái giấc mơ rất là lạ. Thấy gia đình của mục sư như thế này thế này, thấy mục sư ông cám dỗ và ông phạm tội. Chưa, Chúa mới báo trong giấc mơ thôi. Và Chúa ngài cho chúng ta biết trước để chúng ta bởi sự cầu nguyện, chúng ta đón chặn, chúng ta cầu thay và chúng ta thay đổi tình hình để nó không xảy ra. Nhớ tôi huấn luyện cho anh chị em ba chữ liền lạc khi chúng ta mở ở trong từ điển của tiếng Anh. Đó là chữ intercept, intercede và interchange. Intercept là chúng ta đón nhận, giống như là trong cái môn chơi football của Mỹ đó. Khi bên này ném một trái banh, anh quarterback anh ném cái trái banh, thì thay vì đội của mình chụp được cái trái banh đó, nhưng mà đội bên kia nó đón chặn được và nó chụp trái banh đó, nó chạy ngược chiều trở lại và cuối cùng nó touchdown, tức là nó intercept, nó intercede. Cầu thay đó, chữ intercede là cầu thay đó, là thay đổi tình hình để dẫn banh đi về và gây thắng cho đội của mình. Chức vụ cầu thay là như vậy. Cảm ơn Chúa. Một sự mặc khải khác mà chúng ta có thể thấy là thần linh mình đang vui như vậy đó, thần linh có một cái cảm giác buồn nó đến. Đó là có thể là cái ngồi nổ Chúa muốn chúng ta tách riêng ra và dành thời giờ để chúng ta quỳ gối xuống, chúng ta cầu nguyện. Khi chúng ta mở lời cầu nguyện, Chúa ngài sẽ đặt thêm cho chúng ta những cái ý để chúng ta có thể cầu thay. Bởi vì thần của ân điển và nài sinh sẽ đến ở trên chúng ta khi chúng ta bắt tay và chúng ta làm việc. Còn nếu chúng ta biết, chúng ta nói mình bây giờ chắc sắp sửa rơi vào trầm cảm hay sao, depression hay sao đó, tự nhiên nửa ngày như vậy, tự nhiên mình có cảm giác buồn và có gì đó bồn chồn, nó lạ lắm, không giải thích được. Có thể đó là sự sức giàu cầu thai mà Chúa ngài cho. Tự nhiên mình thấy gương mặt của ai đó, tên của một anh chị em nào đó, mà nhiều khi mình không có nghĩ đến họ, mà thần linh mặt của họ, tên của họ đến. Chúng tôi kinh nghiệm điều này cho nên nhận luôn. Tôi đang lái xe, tôi đang làm việc, thần linh có một tên của ai đó được đến ở trong tâm trí của tôi dừng lại liền, cầu thai cho người đó một lời. Vì nhiều khi Đức Chúa Trời ngài cần cái quyền pháp lý từ nơi chúng ta, là mục sư, là lãnh đạo, là anh em trong hội thánh, là người cùng xứ sở, để chúng ta cầu thai cho họ. Nếu chúng ta phủi cái ý đó ra mà chúng ta nói, ô, cái này nó không liên quan với mình, mình đang bận cái chuyện này thôi, đẩy cái những ý tưởng đó ra và tiếp tục làm công việc của mình. Có thể người đó sẽ đụng xe, có thể người đó sẽ gặp những cái sự khó khăn vì thiếu cái người cầu thai. Họ có thể, họ đang ở trong cái chỗ không biết để cầu nguyện như thế nào, cho nên họ cần một người cầu thay thế cho họ. Cho nên mỗi cái chữ cầu thai là cầu nguyện cho ai đó, cầu nguyện cho những hoàn cảnh mà không phải của mình, nhưng mà mình đứng vào trong chỗ sức mẻ để mình cầu nguyện. Amen anh chị em. Thứ hai, xin Chúa ngài, tôi quay trở lại cái phần số 1 này. Nhiều khi những điều chúng tôi chia sẻ như thế này, hay là trong ngày Chủ nhật, thì rồi dùng đó để gửi ra những tín hiệu, giống như Chúa đánh mọt rồi. Có những con cái của Chúa họ nắm bắt được liền. Như trong những ngày qua chúng tôi có những cái lời nhắn tin của các anh chị em của chúng ta ở nhiều nơi, họ nắm được vấn đề, họ nhắn tin vào nó mục sư, chúng tôi sẽ đứng với mục sư để cầu nguyện cho chuyện đó, để công việc giảng tin lành của Chúa sẽ được tài trợ. Mà cũng đáng tiếc là có nhiều người nghe xong rồi nó bay phớt qua đầu cái chuyện đó, mắc mớ gì đến mình, dạ thấy không? Nhưng mà có những người họ có một cái sự nhạy bén của sự sức giàu của Isaka, họ nắm được và họ đứng vào trong cái vị trí cầu thai vì họ nắm bắt được. Không, có những người sau khi Chủ nhật chúng tôi về tới nhà thì thấy họ nhắn tin và cảm ơn Chúa vì cả cái bài giảng của sư hôm nay là dành cho con. Thì con để cho những cái bận rộn, những sự khó khăn đã làm cho con mất lửa, mất cái sắc bén trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong khi có những người mà trước khi bước ra khỏi cổng của phòng thờ phượng, xoay lại trêu chọc nhau, nói với nhau những cái điều mà từ đây nhìn xuống tôi thấy rằng một cái thái độ
tôi vẫn cháy hừng hực đó chứ. Xin Chúa cho chúng ta có sự nhạy bén của Isaka. Thứ hai, tinh thần tỉnh táo và cảnh giác. Isaka không trốn chạy. Họ vươn lên và tỏa sáng ra khi hoàn cảnh khó khăn xảy ra. Họ mạnh mẽ và tỉnh táo ở trong Chúa. Họ không bị ru ngủ bởi những lời dối trá, quay đầu lại với những gì của con người, những phương tiện truyền thông và các thực thể thao túng đang nói và phải nói. Nhất là trong những ngày này, anh chị em xem tin tức thì chúng ta thấy rằng những điều chúng ta biết và những gì người ta đang nói ở trên tin tức nó khác hoàn toàn. Chúng ta ở cái tiểu bang gần nhất với lại ranh giới của phía Nam, sát với ranh giới của Mexico. Chúng ta biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà báo chí thì không, mọi việc đều tốt, mọi việc đều bình an, mọi việc đều an ổn. Chẳng những chúng ta là người ở Texas này, chúng ta biết những cái sự thật, nhưng mà chúng ta là những người nhạy bén trong sự sức giàu của Isaka đó, thì chúng ta biết rằng đây là một cái kế hoạch. Chúng ta có thể tỉnh táo, cảnh giác và chúng ta bước vào trong chỗ để chúng ta cầu nguyện. Đây là mục tiêu của một nhóm người, đó là nước Mỹ này trước khi bầu cử năm 2024 phải có thêm 10 triệu người bỏ phiếu. Cùng một lúc, họ mở cửa, cùng một lúc, họ lăng xê một cái luật mới, đó là người đi bỏ phiếu không cần cử tri, cũng không cần phải giấy chứng minh gì hết, có mặt là cứ bỏ phiếu. Thì như vậy thì đảng của họ mới có thêm 10 triệu lá phiếu. Chúng ta cầu thay để điều ác không thể nào có thể nhẫn nhương bày tỏ ra như là không ai biết, không ai hay biết gì. Vì chúng ta được sự sức giàu của Chúa để chúng ta thấy, và chúng ta không bỏ chạy, nhưng mà chúng ta sẽ đứng lên, bước vào trong vị trí Chúa ngài ban cho, và chúng ta đón chặt, chúng ta cầu thay và chúng ta thay đổi tình hình bởi sự cầu nguyện của mình. Đừng như Samson. Ở trong cái thời điểm ông sắp sửa bị móc mắt, trong thời điểm ông sắp sửa bị làm nhục, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta đó là ông nằm ở trên đùi của Danila. Mặc dù người đàn bà này đã 3 lần bắn đứng ông, nhưng vì cái lý do nào đó Samson, các quan sát chương 16 câu 18 đến 20 chép, khi Dalila thấy ông đã nói hết mọi điều trong lòng cho mình, thì nàng mời các thủ lĩnh của Philistine và nói: lần này hãy đến vì hắn đã nói hết mọi điều trong lòng cho tôi rồi. Vậy các thủ lĩnh của Philistine đi lên nhà nàng, đem bạc ở trong tay. Nàng làm cho Samson nằm ngủ trên đầu gối của mình. Bà bảo một người cạo bảy lọn tóc ở trên đầu của ông. Như vậy, nàng bắt đầu khống chế ông vì sức mạnh đã lìa khỏi ông. Samson lần này cắt tóc cái giá quá lớn. Rồi chúng ta thấy Dalila nó giống như ngày hôm nay đó anh chị. Bây giờ nàng kêu lên: hỡi Samson, người Philistine tấn công anh đó. Ông thức dậy và tự nhủ: ta sẽ đi ra như các lần trước và thoát khỏi tay của chúng thôi. Nhưng ông không biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Các lần trước chúng ta thấy rằng ông dung dai một cái đó thì những sợi dây tươi nó đứt như chỉ đụng vào trong lửa. Khi Dalila đang tóc ông vào ở trong khung cưỡi của người thợ dệt, ông đứng dậy ông lắc lắc một cái tức là nó bay tứ tung hết. Và lần này ông tiết lộ cái lý do tại sao ông có sức mạnh, bởi vì ông là người Nazarene đã được chọn từ trong lòng mẹ để sống cho sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Ông không thể uống rượu, ông không thể đụng đến những cái xác chết, và ông phải là cái người không bao giờ để cho dao cạo đi qua đầu của mình. Nhưng mà ông không có biết cái thời điểm là cái người mà chắc có lẽ là cũng làm nũng mà nói đến độ ông phải nghe. Chúng ta thấy 2 lần kia nó cũng giống như cái kế hoạch này, cũng báo tin cho thủ lĩnh của Philistine rồi họ cũng đến như vậy. Nhưng mà 2 lần kia thì chúng ta thấy rằng Samson ông còn có thần của Chúa ở cùng. Nhưng mà lần này thì ông không biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Xin Chúa cho để chúng ta là những con người ngày hôm nay vẫn tỉnh táo, cảnh giác, thức tỉnh.
Chúa Giêsu đã báo trước cho chúng ta rồi, trong thời kỳ cứu rốt này vì tội lỗi thêm nhiều cho nên lòng yêu mến Chúa của nhiều người sẽ ngủ dần. Và Chúa Giêsu ngày báo trước thì không thể nào sai được. Nên là chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là chúng ta để mình trở nên ứng nghiệm điều mà Chúa ngài đã nói. Đầu nên rốt, rốt nên đầu. Nóng cháy trở nên nguội lạnh, hay là chúng ta chọn và tiếp tục giữ cho lửa, sự sức dầu của Chúa, quyền năng của Đức Thánh Linh cháy ầm ầm. Để chúng ta sẵn sàng được đưa và sử dụng bất cứ lúc nào. Sẽ có một lúc sự kêu gọi của Đức Chúa Trời sẽ mời chúng ta dự phần vào. Nhưng mà lúc đó chúng ta có thể đồng hành với chương trình của Chúa hay không là do sự chuẩn bị của ngày hôm nay. Lúc đó Chúa có thể bảo đứng lên giảng mà chúng ta không có gì để giảng. Chúa có thể bảo chúng ta phải tiến tới và cầu nguyện chữa lành cho người đó mà chúng ta không học, không trau dồi, thì khả năng của chúng ta nó bị reset rồi, thì chúng ta sẽ không dám làm điều đó. Thứ ba, chúng ta thấy đó là họ là những con người hiểu cái thời kỳ. Kinh Thánh có hai cái chữ nói liên quan đến thời gian đó. Thứ nhất là cái chữ chronos, là cái thời đại, thời gian theo thứ tự thời gian. Và chữ thứ hai là chữ kairos. Chữ này nói đến một cái thời gian cụ thể, một cái kỳ đã định, một cái thời điểm mà có những chuyện lớn đã định sẽ xảy ra. Những người được sự sức dầu Issaca hiểu thời gian theo thứ tự thời gian và cũng hiểu những cái thời kỳ cụ thể. Nhưng họ biết Deborah sẽ được Chúa ngài sử dụng. Họ yểm trợ cho bà. Mặc dù lúc bây giờ việc đó không phải là việc mà nhiều người có cùng một quan điểm. Họ thấy David là người sẽ làm vua kế tiếp cho cả nước Israel. Họ sẵn sàng đến tỉnh yểm trợ ông. Có điều đặc biệt đây là anh chị em, là thời của Deborah và thời của David một thời gian rất là dài, nhưng mà chi phái này vẫn giữ được cái sự sức giàu này. Họ biết trước những gì sẽ xảy ra. Họ sống trước cái thời đại của mình. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có muốn được như vậy không? Xin Chúa cho để chúng ta là những người được sự sức giàu này. Tại chúng ta có một sự khôn ngoan thông hiểu từ nơi Chúa, và có một sự mặc khải từ nơi Chúa để chúng ta sẽ có những việc mà chúng ta giữ phần vào trước khi nó trở nên là những việc thịnh hành, trước khi nó là cái việc nổi tiếng, thì chúng ta đã giữ phần rồi. Trong con cháu Issaca có 200 nhà lãnh đạo am hiểu thời cơ. Tôi cầu nguyện điều này để Chúa ngài sẽ cho, để hội thánh của Chúa, để người Việt Nam của chúng ta sẽ có nhiều lãnh đạo am hiểu thời cơ cho những gì Đức Chúa Trời đang chuẩn bị làm cho Việt Nam của chúng ta. Nếu không khi Chúa ngài vận hành thì có nhiều nơi sẽ không được ảnh hưởng một cách tối đa. Nhưng ước gì tất cả đều có sự chuẩn bị. Và cái điều kế tiếp là họ biết điều gì phải làm. Ngoài sự mặc khải, chúng ta xin Chúa ngài cho chúng ta có sự sức giàu này, và Chúa ngài cũng dạy chúng ta luôn cái việc chúng ta phải làm. Ước gì tất cả nắm bắt được những gì mà Chúa ngài bày tỏ cho tôi trong việc giảng dạy và huấn luyện anh chị em. Chúa bảo tôi là phải huấn luyện. Chúng tôi dùng hết cả sức lực nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu huấn luyện. Nhưng mà rất tiếc là không có nhiều người ở trong BBC chúng ta được phước. Vì ít nghe có ai ở trong BBC của chúng ta trích những điều mình học được từ nơi những tài liệu huấn luyện này, người ở xa có. Và dường như có một cái thái độ là ông ấy chuyện một số khánh giảng thì mình nghe ông mấy chục năm rồi có gì mới. Và đó là lý do mà tại sao chúng ta mất phước. Có những điều mà Chúa muốn chúng ta được trang bị bây giờ để chụng bị cho những ngày sắp đến. Những cụm từ mà tôi thường dùng, học hôm nay để ngày mai hướng dẫn lại cho người khác. Những cụm từ hôm nay học để ngày mai hướng dẫn. Hôm nay làm học trò, ngày mai làm thầy.
hôm nay chuẩn bị để sứ giả sẽ được đón nhận trước khi rao truyền sứ điệp. Bởi vì nếu sứ giả mà chúng ta thấy người ta nhìn, người ta lắc đầu thì mình mở miệng ra nói, họ sẽ không nghe được gì hết. Xin Chúa cho để chúng ta hiểu thời kỳ của mình, mà cũng phải biết điều gì mình phải làm. Điều kế tiếp chúng ta thấy tuyệt vời là tất cả anh em họ hàng đặt ở dưới sự lãnh đạo của họ. Điều này là điều mà tôi ước mơ và đã giảng và công bố. Chúng ta không phải là người duy nhất ở trong gia đình của mình tin Chúa. Chúng ta là người đầu tiên. Chúng ta được cứu để cả gia đình chúng ta, cả gia tộc của chúng ta được cứu. Miễn là chúng ta như 200 nhà lãnh đạo am hiểu thời cơ, biết điều gì dân Israel phải làm. Bởi vì tất cả anh em họ hàng đặt ở dưới sự lãnh đạo của họ. Ở trong gia tộc người ta sẽ nhìn thấy một cái người nào sống trước cái thời đại của mình. Cái người này khôn ngoan nè, cái người này có cái sự chuẩn bị nè. Làm sao biết được những điều đó mà đã chuẩn bị, đã kế hoạch, đã thực hiện, đã đầu tư, mà bây giờ mình thấy đời sống của họ như vậy. Thì họ sẽ tin cậy và giao cho chúng ta những cái lời để chúng ta, những cái chỗ để chúng ta có thể cố vấn cho họ, chúng ta có thể hướng dẫn họ. Phải không anh chị em? Ở trong gia tộc của chúng ta, nếu chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy có đôi ba người nào đó đấy, mà họ có một cái ảnh hưởng rất lớn trong cả gia tộc của mình. Thông thường ở thế giới bên ngoài, người này là người có học thức và thứ hai là người có tiền. Và người ta tin rằng cái người này đó là cái người có cái sự khôn ngoan, có cái kiến thức rộng. Cho nên khi cần cố vấn, họ chạy đi tìm những người này. Chứ không ai tìm một cái anh gọi là đời sống không ra gì hết đấy. Nhà cửa thì cũng ở trong cái nhà cái giống, nó hơn cái chòi một chút xíu. Không, người ta sẽ nhìn vào ở trong cái kết quả của đời sống đó mà người ta tin cậy để chạy đến với nhau cho. Như 200 lãnh đạo am hiểu thời cơ, biết điều gì phải Israel phải làm. Tất cả anh em họ hàng đặt dưới sự lãnh đạo của họ. Xin Chúa ban phước để dòng họ của chúng ta. Họ nhìn thấy chúng ta nói rằng có cái gì mới không? Có cái gì đặc biệt mà chúng ta sẽ có? Có lời của Chúa. Có những sự hướng dẫn đặc biệt, có sự khôn ngoan từ nơi Chúa và chúng ta có thể đứng vào trong vị trí lãnh đạo cả gia tộc của mình. Mục tiêu là để họ được cứu anh chị em. Trong gia đình nào, trong gia tộc nào cũng có những con người này. Câu hỏi là tại sao không phải là chúng ta? Chúng ta có tất cả những điều kiện, chúng ta được cứu, chúng ta có thần khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thần thông sáng, thần mưu luận ở trong chúng ta mà, Thánh Linh của Chúa đang ở trong chúng ta mà. Amen anh chị em. Nên đừng chờ đến phải là mục sư người ta mới nghe. Nhưng mà làm những người có sự sức dầu của Issaca thì rồi anh chị em sẽ được Chúa nghe đặt ở trong vị trí đó. Hãy dám táo bạo cầu nguyện như Giabê đi, lại Chúa xin nới rộng bờ cõi của con. Xin đừng để cho cuộc đời của con làm cớ gây sự buồn rầu, nhưng mà là đem lại cái sự vui mừng. Đức Chúa Trời nghe và làm y theo như điều Giabê cầu nguyện, tại vì đó cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta đứng hàng đầu, Ngài muốn chúng ta lãnh đạo, Ngài muốn chúng ta là những người hướng đạo. Tại sao? Vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn tài. Họ vùng dậy khi sự gian ác xảy ra. Issaca hành động, làm và kích hoạt lời của Đức Chúa Trời. Trong Daniel chương 11 câu 32 đến 35 mô tả một tình huống khi sự sức dầu của Issaca được khai phóng. Sự gian ác ở trong xứ và những thế lực chống lại giao ước có những lời xu nịnh đồi bại, những lời nói dối làm nhục tai. Nhưng mà người ta có những con người là những con người biết Đức Chúa Trời của mình. Daniel chương 11 câu 32-35. Vua dùng lời đường mật mà khuyến dụ những kẻ xem thường giao ước. Nhưng những người nhận biết Đức Chúa Trời sẽ kiên quyết chống lại. Những người không sáng trong dân chúng sẽ dạy dỗ nhiều người, dù trong một thời gian họ sẽ phải gục ngã bởi gươm đao và lửa hừng, bởi tù đài và cướp bóc. Trong khi họ gục ngã, sự trợ giúp họ nhận được không nhiều, nhưng lại có lắm kẻ dùng lời giả dối mà theo họ. Một số trong những người không sáng sẽ sa ngã để nhờ đó mà được luyện lọc, thanh tẩy và phiếu trắng cho đến kỳ cuối cùng, vì còn phải chờ cho đến thời điểm ấn định. Trong cái khung cảnh này chúng ta thấy có người ngã, có người ở trong cái sự chui luyện, nhưng mà những người nào mà biết Đức Chúa Trời của mình thì họ liên tục làm những công việc lớn. Ở trong tiếng Anh dùng cái chữ là they do exploit. Họ làm những công việc táo bạo, làm những công việc lớn lao. Bởi vì họ có sự khôn ngoan thông sáng từ nơi Chúa ban cho nên những lời đường mật không lọt lỗ tai họ. Họ không bị mắc mưu bởi những lời đó. Nhưng mà họ kính sợ Đức Chúa Trời và biết Đức Chúa Trời của mình.
Ở chỗ này chúng ta cần phải theo đuổi anh chị em. Cần biết rõ về Chúa chừng nào chúng ta dám làm chuyện lớn chừng đó. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài vĩ đại lắm, Ngài khôn ngoan lắm, và chương trình của Ngài luôn luôn là chuyện cả thế giới. Cho nên chúng ta cần biết Chúa, chúng ta kinh nghiệm Ngài trong sự tiếp trợ, trong sự soi sáng từ nơi Chúa. Thì khi đứng trước một cái nhu cầu nào, chúng ta biết đấng hậu thuẫn chúng ta là lớn, là vĩ đại, là toàn năng như vậy. Không có một việc gì mà chúng ta không dám làm. Cho nên những ai biết Đức Chúa Trời của mình dám làm những chuyện táo bạo là như vậy đó anh chị em. Amen. Xin Chúa cho để nhiều con người này xuất hiện ở trong VBC Houston. Thứ năm, có lòng tận tụy triệt để đối với Đức Chúa Giêsu và những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Chúa đang dấy lên những người được sức dầu của Issaca vì Ngài mong muốn nàng dâu của Ngài đến gần Ngài, được sức dầu bằng quyền năng. Trái tim của Ngài tan vỡ khi sự thỏa hiệp và những ảnh hưởng của thế gian trộn lẫn với những điều mà Ngài đã làm cho trong sạch. Vậy là điều đáng tiếc. Nhưng mà nó có xảy ra đó anh chị em. Hội thánh của Chúa mà muốn mướn lân về múa thì còn gì là hội thánh của Chúa nữa. Là bây giờ các anh em công giáo lại có một cái chuyện quái gở nữa. Là từ linh mục cho đến các sơ đều ngồi và chăm chỉ nghe một ông thầy chùa đến để dạy cho họ cách thiền định cho bình an tâm hồn. Hả? Chúa bình an ở đâu? Nên có những mục sư của anh giáo hội mời mấy ông đại đức đến để ngay ở trong nhà thờ làm lễ tắm Phật. Thế đó mà. Ồ, ân tứ quyền năng là tà giáo, nó cũng đến từ nơi Chúa. Chúng tôi nè mới chánh giáo nè. Thầy Chúa xin thương xót chúng con. Nếu muốn thấy chúng ta không thỏa hiệp với các linh tôn giáo, tinh thần mồ côi tâm linh, đây là một điều mà xin Chúa nghe mặc khải để chúng ta thấy được. Anh chị em, chúng ta không phải là những đứa con mồ côi. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời toàn năng, đấng khôn ngoan vô cùng, và Ngài có quyền để soi sáng dẫn dắt chúng ta. Chúng ta không chạy đây chạy đó như là những đứa con mồ côi, không được chăm sóc cũng không được giúp đỡ. Và chúng ta cũng phải khôn ngoan đối với linh của Giê-sa-bên. Nó len lỏi, nó làm việc trong hội thánh. Nó có thể dùng tiền bạc, lương bổng để nó hăm dọa người của Đức Chúa Trời. Ông mà tiếp tục giảng như vậy, chúng tôi sẽ giảm lương của ông là ông chết. Có những ông tư quán, có những ông thủ quỹ đến ngày gọi là ký lương cho mục sư: hôm nay tôi không được khỏe cho nên ở nhà. Mà không được khỏe chừng 2 tuần như vậy cho ông biết mặt. Lần tới ông đừng hòng giảng đụng đến tôi nữa nha. Hay là những cái phủ quyết của ông mà nó liên quan đến công việc của tôi thì ông biết mặt ạ. Tôi nói điều này vì cảm ơn Chúa là Chúa đã cho chúng ta đặt thẳng nó. Chúng ta đã thấy nó lú đầu ra và chúng ta đã diệt nó từ nhiều năm. Hồi trước có như vậy đó anh chị em. Tới ngày phát lương thì ông thủ quỹ hay là tư quá trong hội thánh đó, ông nói hôm nay tôi không được khỏe cho nên tôi không đi nhà thờ. Để biết là lương của mục sư là tháng nào đủ tháng đó. Hết một tuần, tuần sau cũng không khỏe nữa. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài có cách của Ngài. Chúa còn có thể sai con quạ là cái con ham ăn mà đem thực phẩm đến cho nuôi để tới của Chúa, thì Ngài có thể sử dụng nhiều cái phương tiện để có thể yểm trợ. Và chúng ta phải đề cao cảnh giác anh chị em, cái linh sĩ Giê-sa-bên này nó vẫn lộng hành ở trong nhiều hội thánh đó. Mà không phải là phụ nữ mới là có linh Giê-sa-bên. Nhiều ông cũng có linh Giê-sa-bên đó. Khi nó sử dụng để đe dọa, để hăm dọa những người hầu việc Chúa, những người sứ giả phục hưng, thì chúng ta biết cái công việc của nó rồi đó. Mà cảm ơn Chúa, Chúa cho có sự sức dầu của Elise để có thể tuyên bố rằng chó sẽ lướm máu của Giê-sa-bên. Và Giê-sa-bên đã té xuống, máu văng tung té và chó đến liếm máu của Giê-sa-bên. Thì Chúa Ngài có sự sức dầu để có thể chống lại với tất cả những linh này. Xin Chúa ban sự sức dầu của Issaca trên chúng ta. Bây giờ tôi chia sẻ với anh chị em 4 cách để chúng ta có thể nhận được sự sức dầu của các con trai của Issaca.
Thứ nhất là chúng ta cần nhận biết rằng Đức Chúa Trời không vị nể ai. Amen. Nhà đã cho 200 lãnh đạo của Issachar và suốt ở trong dòng dõi này, từ thời của các quan xét đến vua David. Và nếu Chúa cho phép tuần tới tôi sẽ chia sẻ với anh chị em, thật ra từ sáng thế ký rồi, thì có những người của chi phái Issachar này đã được Chúa Ngài ban phước. Thì Roma chương 2 câu 11 nói vì Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả. Ngài cho họ, Ngài cũng có thể cho chúng ta. Amen. Câu vụ chương 10 câu 34, Phi-e-rơ bắt đầu nói, thật tôi nhận biết Đức Chúa Trời chẳng thiên vị ai. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài đã cho những người Issachar ngày xưa, Ngài cũng sẽ cho chúng ta ngày hôm nay là những người được sự sức dầu của Issachar. Để chúng ta sống trước thời đại của mình và chúng ta biết việc phải làm. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, chúng ta hãy biết rằng trong Đức Chúa Jesus Christ, mọi phước lành Đức Chúa Trời ban cho Abraham và con cháu của ông là người Do Thái đó cũng thuộc về chúng ta. Amen. Galatia chương 3 câu số 9 cho chúng ta biết, vì thế ai tin thì được hưởng phước với Abraham là người có lòng tin. Thì chúng ta đi xuống câu 13-14 nói, Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta. Vì có lời chép, đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Để trong Đấng Christ Jesus phước lành dành cho Abraham được đến với dân ngoại. Cảm ơn Chúa. Anh xem có phải là người không phải Do Thái không? Amen. Lớn tiếng cảm ơn Chúa, con là dân ngoại đây mà nhờ Đấng Christ mà ngày hôm nay con cũng được ơn của Chúa rải đến con. Cảm ơn Chúa. Và bởi đức tin chúng ta nhận lãnh lời hứa về Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Vì chúng ta được nhận vào trong gia đình của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, cho nên chúng ta được hưởng mọi ân phước của Abraham. Vì vậy bây giờ chúng ta có thể có bất cứ thứ gì Chúa đã ban cho người Do Thái. Việc chúng ta cần làm đó là chúng ta cần cầu xin. Nhưng không có vì chúng ta không xin. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời sự sức dầu của các con trai của Issachar. Hãy cầu xin Ngài ban cho bạn khả năng để phân biệt thời gian, các mùa và luôn biết việc phải làm. Tôi cầu nguyện để sẽ có một nhóm người trong Hội Thánh sẽ đứng dậy. Là những người được sự sức dầu này. Khi những gì chúng tôi được Chúa mặc khải, anh em cũng được mặc khải tương tự như vậy. Và khi tôi nói chúng ta đồng bước thì chúng ta sẽ đồng hành với nhau. Thay vì những người cứ giằng co cổ xe, khi đi theo ý riêng của mình, đi theo xác thịt của mình, thì việc nó sẽ bị chậm trễ, phí thời gian. Xin Chúa nghe cho để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để khi Chúa phất cờ, Chúa bật đèn xanh là chúng ta sẽ đi rất nhanh và kết quả cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Thứ tư, khi bạn cầu xin thì bắt đầu chú ý những điều này. Bạn cảm thấy như có một điều gì mới sắp xảy ra. Chúng ta cảm nhận được từ trong tâm linh của chúng ta. Bạn cảm thấy miễn cưỡng đưa ra một quyết định nào đó chỉ vì bạn cảm thấy rằng chưa phải là lúc mà chúng ta cần làm. Bạn cảm thấy mình không nên nhận thêm bất cứ điều gì mới ngay lúc này, bởi vì cảm thấy như có một cánh cửa mới sắp mở ra cho mình. Thiếu điều này mà có những người ngày hôm nay họ đang sống tại vùng đất mà người Mỹ gọi là La La Land. Sống cuộc đời bây giờ, ngày xưa thì hiệu quả cho Chúa, bây giờ chỉ có cởi ngựa xem hoa thôi. Chứ không còn là những dũng sĩ của Chúa cởi bạch mã đang đi trong chiến trận. Khi Đức Chúa Trời Ngài dẫn dắt chúng ta ủng hộ một điều hoặc một con người nào đó theo tiêu chuẩn được Kinh Thánh ủng hộ, dù hiện tại không hay là chưa được ưa chuộng hoặc ủng hộ, vì Chúa cho chúng ta có một cảm nhận và chúng ta là người sống trước thời điểm của chúng ta, chúng ta yểm trợ những con người này, những cái kế hoạch này. Tôi chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em. Trên thế giới của chúng ta ngày hôm nay có những con người này. Một trong những người mà chúng tôi được đặc ân để gặp ông và ngồi thông công với ông, đó là tiến sĩ Louis Bush. Ông là người đã mời gọi để có cái cuộc họp ở tại Amsterdam để Hội Thánh của Chúa chung toàn thế giới hiệp lại với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm của mình và đặt mục tiêu để hoàn tất sứ mạng vĩ đại của Chúa. Ông làm điều đó 35 năm về trước. Năm 2005 tôi gặp ông lần đầu tiên. Lúc bây giờ ông đang lãnh đạo và giúp đỡ cho Hội Thánh của Chúa ở tại Indonesia tổ chức
một cái hội đồng gọi là Transform Jakarta. Và làn sóng này đã được Chúa Ngài sử dụng để tổ chức ở các nước, nhiều quốc gia. Tại Houston của chúng ta đã từng host cái đại hội này, cũng như ở tại Washington DC là năm mà tôi lên đó dự và được mời vào trong bài đọc. Có người này dường như là Đức Chúa Trời dắt ổng đi trước một thập niên, chứ không phải là một vài tháng. Những gì Chúa Ngài hướng dẫn cho ông chia sẻ, ông làm một cái người gọi là làm gạch nối và mời các đầy tớ của Chúa có tầm cỡ của thế giới đó ngồi lại với nhau để thảo luận những việc mà họ cảm nhận rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ hành động trong một thập niên tới. Bây giờ là họ chuẩn bị, họ viết tài liệu, họ chuẩn bị tinh thần, họ huấn luyện để khi Chúa Ngài phất cờ là họ không ngạc nhiên về những gì Chúa Ngài làm. Cảm ơn Chúa. Tôi tặng Chúa vì đặc ân để ngồi và tiếp xúc với những con người này. Khi tôi được mời về Nashville, Tennessee để được huấn luyện để viết tài liệu trường Chủ nhật cho Baptist của chúng ta, cho người Việt Nam của chúng ta, thì có những con người họ chia sẻ những điều mà tôi nhớ khi tôi nghe lần đầu tiên đó, tôi chưa hiểu tới. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa cho mình có thể thấy được ngày hôm nay. 30 năm về trước, họ nói như thế này: sẽ đến một lúc thì bác sĩ y khoa ở tại Hoa Kỳ này đa số sẽ là những người Ấn Độ. Bởi vì nước Mỹ này không huấn luyện kịp bác sĩ. Mà Ấn Độ thì họ có rất là nhiều người đã được huấn luyện và trở nên bác sĩ mà không có việc làm. Cho nên nước Mỹ sẽ có một cái chương trình là mở cửa cho những người bác sĩ đã có bằng, đã được huấn luyện rồi mà không có việc làm ở xứ của họ, trong khi nước Mỹ có nhu cầu. Ngày hôm nay anh chị em mở khi danh bạ ra để chúng ta tìm bác sĩ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy có thể lên đến 50% là những người bác sĩ từ Ấn Độ. Lúc đó họ nói cái hàng ngũ kế tiếp mà sẽ làm đầy nước Mỹ này là y tá sẽ đến từ Phi Lục Tân. Thú thật với anh chị em, lúc mà nghe điều đó thì tôi nói nước Mỹ này tệ đến như vậy sao? Không muốn liền kịp bác sĩ để rồi phải nhập cảng bác sĩ từ Ấn Độ, không muốn liền kịp y tá đến độ là phải nhập cảng y tá từ Phi Lục Tân. Nhưng mà ngày hôm nay anh chị em vào bất cứ bệnh viện nào, đi vào trong những trung tâm y khoa, chúng ta đều thấy hai điều đó nó đã thành sự thật. Bác sĩ từ Ấn Độ rất nhiều và y tá thì hầu như là người Phi Lục Tân. Rồi bây giờ họ có một cái tin báo khác nữa là công việc của kỹ sư điện toán đa số sẽ được thay thế bằng những người Trung Hoa. Bởi vì họ hàng năm thì họ có thể tốt nghiệp, có những người tốt nghiệp hàng triệu kỹ sư. Mà họ làm lương thì chỉ có mấy đô la một giờ so với lại kỹ sư tại nước Mỹ này. Đây là những người Baptist. Nhưng mà có cái sự sức giàu của Isaka. Tôi chia sẻ điều đó để khích lệ anh chị em là Đức Chúa Trời không tay vì ai. Thì chúng ta khao khát, chúng ta xin, chúng ta sẵn sàng để đón nhận Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban. Thứ hình dung hội thánh của Chúa chúng ta có những con người như vậy. Nó sẽ giúp cho chúng ta, cái nhìn chúng ta nó vượt qua khỏi những cái ngổng ngang lộn xộn vô lý của những người không có hiểu biết. Như khải tượng của Nehemi để xây lại tường thành của Jerusalem, có những người đứng ở dưới này chọc của Sambalat, của Tobija, nói rằng cái đám đó nó dựng lên những cái vách tường đó, con chó nhảy qua, con trồn nhảy qua nó cũng sập nữa. Để tức mà bỏ đồ nghề xuống thì mình sẽ bỏ dở công việc. Nó thấy không được nên nó rủ xuống: làm chi mà cho cực nhọc vậy, xuống đây đi nghỉ mát với tôi. Không được thì nó bắt đầu nó tăng lên để làm quyền của vua, thì cái đó là có thể bắt đầu được. Nhưng mà Nehemi có một cái câu trả lời rất là tuyệt vời: tôi đang làm công việc lớn, làm sao bỏ tường thành mà sống được với các anh. Ông thấy được khải tượng và công việc của ông nó quá lớn, cho nên những cái lời trêu chọc, những cái chống đối, những cái điều đó không làm cho ông bị chi phối. Cảm ơn Chúa. Chúng ta ban phước, và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu
để kinh nghiệm được những sự cảm nhận được như vậy vì Chúa ngày bắt đầu sức dầu cho chúng ta ở trong ơn của Chúa. Khi Chúa Trời ngày dẫn dắt chúng ta ủng hộ một con người hoặc một điều gì đó và chúng ta so sánh với Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng không có gì mâu thuẫn với Kinh Thánh. Dù trong lúc đó nó thấy là cái chuyện nó cũng lạ, chưa có phải là một cái ý được thịnh hành. Mà thật ra đa số anh chị em trong công việc của Vương quốc Chúa Trời, chúng ta nhìn lại chúng ta thấy những con người mà được Chúa ngài đại dụng là những con người có những suy nghĩ không giống ai theo như định nghĩa của người Việt Nam của chúng ta. Việt Nam của chúng ta bởi vì văn hóa của chúng ta được ảnh hưởng bởi Phật giáo và những người không có biết Chúa đó, cho nên chúng ta thường mắng những cái người mà làm những công việc không giống ai. Ở tại Mỹ này thì họ khuyến khích làm những công việc không giống ai. Như vậy mới có phát minh, phải không chị em? Thấy cái tiệm phở của người ta bán tốt, chạy vô ngồi ăn, coi coi họ nêm cái gì trong đó. Về mở cái tiệm phở cách đó chừng 5-6 cái cửa. Bởi vì sợ làm việc không giống ai. Hôm trước ngồi đối diện với chị Liên, chị của chị Loan, ngồi ăn cánh gà chiên nước mắm. Chị ngồi chị nói, mùa sư còn nhớ cái ngày mà lúc mà mình mới qua Mỹ không mùa sư? Cánh gà không ai ăn hết á. Tôi nói đúng rồi, lúc đó mình mua để đi câu cua thôi. Có một nhóm sinh viên, nó đi mua cánh gà rẻ tiền về, rồi nó tập pha chế và cuối cùng nó nấu được cái loại cánh gà nó gọi là buffalo wing. Nó đem ra nó bán bây giờ đó là hơn $1 một cái cánh nhỏ xíu đó. Trong khi hồi xưa lúc mà mới qua Mỹ đó, dân Mỹ không có ăn cánh gà. Tôi nhớ lúc đó có một cái mâu thuẫn là Việt Nam của chúng ta đó, ăn con gà thì cái người mà có thẩm quyền nhất ở trong nhà đó là được quyền ăn cái phao câu. Rồi cái người mà có thẩm quyền ít hơn một chút xíu thì mới được ăn cái đầu với cái cánh, anh chị em, nhất phao câu, nhì đầu cánh. Nhưng mà những con người dám làm những công việc không giống ai, ngày hôm nay họ khiến cho cánh gà là một trong những thức ăn rất yêu chuộng của những người trẻ, nhất là trong những ngày chơi football này kia, rồi là chicken wing, là họ mua mỗi một cái wing như vậy, mỗi cái flap như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng hơn $1. Rồi cũng nhóm của những người trẻ, họ thấy ăn hamburger sao nó mở màn nhiều quá, tại ngồi nói chuyện với nhau, bây giờ mình làm một cái loại bánh mì ăn cho nó gọi là lành mạnh hơn, tốt hơn cho sức khỏe của mình. Người ta hỏi gì, cái bánh mì này như thế nào? Nó làm dài dài giống như những toa xe lửa, cho nên nó gọi là Subway. Làm chuyện giống ai? Không có đi ăn cắp công thức của quán phở kia để về mở quán phở của mình, không ăn cắp cái món của người ta để đem về làm cái món giống như vậy, nhưng mà chỉ cách vài trăm mét. Họ dám làm những công việc không giống ai. Tôi không nói nữa là chúng ta phải lập dị là không giống ai, nhưng mà xin Chúa cho để chúng ta là những người sống trong sự soi sáng của Chúa. Mà ý tưởng của Đức Chúa Trời cao hơn ý tưởng của chúng ta rất là nhiều. Cho nên tôi mời anh chị em chúng ta bước lên cầu nguyện xin Chúa ngày ban phước để chúng ta sống theo như con đường gọi là cao thượng của Đức Chúa Trời, trong sự mặc khải của Ngài, và dám làm những chuyện không giống ai trong thời đại của chúng ta. Amen anh chị em. Trước khi người ta chấp nhận một người phụ nữ làm việc lãnh đạo trong nước của Israel, Isaka đã làm. Isaka như thế nào thì Barak cũng phải theo như vậy. Và chúng ta biết ông Barak này là người mà qua môi miệng của Deborah, Chúa bảo bà phải lên tiếng và kêu những người mời Barak đến, và Đức Chúa Trời sẽ giao vua của nước thù nghịch ở trong tay của ông. Barak nói rằng tôi sẽ không đi đánh trận trừ trường hợp có bà đi với. Deborah nhìn Barak và nói đúng rồi, tôi sẽ đi với ông. Nhưng mà trong trận chiến này người ta sẽ biết rằng Đức Chúa Trời dùng một người đàn bà để thắng trận chứ không phải là dùng ông. Anh chị, trước khi David lên ngôi làm vua, Isaka yểm trợ ông. Xin Chúa ban phước để tại chúng ta sẽ tha thiết xin Chúa cho chúng ta có được cái sự sức giàu này. Tôi tin rằng tôi đã tìm nhiều cách, nhiều góc cạnh khác nhau để giới thiệu với anh chị em cái sự sức giàu rất cần cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Bây giờ là phần anh em.
tôi dắt anh chị em đi đến đó là đi xa nhất mà tôi có thể dắt được rồi. Bây giờ nắm được hay không là chuyện của mỗi một chúng ta. Amen anh chị em. Xin Chúa ngài ban phước để chúng ta bước vào trong chi giờ cầu nguyện trong giờ này. Tối hôm nay, lời cầu nguyện xin Chúa ngài sức dầu, sự sức dầu của Isaka trên đời sống của con, trên hội thánh của Chúa. Là lời cầu nguyện mà tôi khuyến khích hết thảy chúng ta sẽ tha thiết xin cho đến chừng chúng ta nghe ở trong lòng của mình có một sự xác nhận. Ta phê chuẩn lời cầu nguyện này và con đã nhận được. Đức Chúa Trời không tay việc. Đức Chúa Trời đang chờ đợi. Chúng ta xin để ngài ban cho. Vì ngài là đấng rất muốn chúng ta sống ở trong sự khôn ngoan, sống trước thời đại của chúng ta và làm những công tác mà Chúa ngài mời chúng ta để đồng hành với ngài, hầu cho trong những ngày sắp đến chúng ta sẽ thấy nhiều người được cứu, nhiều người được phước của Chúa. Và chuẩn bị tấm lòng của mình, tinh thần của mình để đối diện với những sự chống đối. Ngày hội thánh BBC của chúng ta mở lễ tiếng Anh đầu tiên, chúng tôi nghe đầy lỗ tai những lời mắng chửi. Vẽ đường cho hưu trại, tập cho những thanh niên trong hội thánh mất gốc, không biết nói tiếng Việt. 20 năm sau, ô tạ ơn Chúa chúng tôi vừa mới có lễ tiếng Anh, bây giờ chúng tôi có thể phục vụ những người nói tiếng Anh. Đừng để chúng ta bị rơi vào trong tình trạng là chúng ta đi sau anh em của chúng ta. Hội thánh của Chúa thuộc về các dân tộc khác, từ 25 cho đến 30 năm. Mình xin Chúa cho chúng ta đi ngay bên cạnh chương trình của Đức Chúa Trời. Ngài đi thì chúng ta đồng hành với Chúa ngay từ đầu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa ngài sử dụng đại hội phục hưng của chúng ta để không ít nhiều chúng ta đã mời hội thánh Việt Nam của chúng ta được Chúa ngài kéo chúng ta đi vượt thời gian để chúng ta bây giờ có thể nhịp nhàng với công việc của Đức Chúa Trời ngài làm ở khắp nơi trên thế giới. Nhất là tại Á Châu của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Tôi khuyên các anh chị em trong thời gian này, dựa trên những gì mà chúng ta được nhắc nhở ngày hôm nay, xin Chúa đây một cách tha thiết. Xin Chúa ngài cho để chúng ta sẽ là những người được sự sức dầu Isaka kể từ ngày hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện lớn tiếng, các anh chị em của chúng ta ở xa có thể cùng amen với chúng ta. Hội thánh anh chị em nhau cầu nguyện, xin Chúa ngài ban phước trên chúng ta. Và đến một lúc thì tôi xin mời để chúng ta sẽ cùng nhau hiệp ý và cầu nguyện cho BBC Houston của chúng ta. Anh chị em sau khi cầu nguyện một lúc và thấy Chúa ngài đã xác nhận trong lòng của chúng ta, lời cầu nguyện của chúng ta đã được Chúa ngài phê chuẩn, xin tiến lên phía trước tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau hiệp ý cầu nguyện cho hội thánh của Chúa. Cho dấu chúng con cảm ơn ngài vì giữa 12 chi phái, giữa những người lãnh đạo, Chúa cho có những người sống biết trước thời đại của mình. Chúng con cầu nguyện xin Chúa ngài thương xót. Con cầu nguyện xin Chúa ngài ban ơn để cá nhân con, anh chị em của chúng con, mỗi người Chúa dòng, chúng con đều được sự sức dầu này. Vì đấng ban sự khôn ngoan này, đấng ban cho sự thông hiểu và khả năng để có thể thấy trước thời đại của mình, là Cha yêu dấu của chúng con trên trời. Đấng không tỳ vị, đấng không phân biệt đối xử. Và chúng con cảm ơn Chúa Giêsu vì bởi việc Chúa ngài trở nên sự rủa xả thay thế cho chúng con khi Chúa chịu treo trên cây gỗ. Cho ngày hôm nay chúng con có thể nhận được những phước hạnh mà Chúa ngài đã dành cho tổ đức tin của chúng con là Abraham, để có lời chép đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ, để trong đấng Christ Jesus phước lành dành cho Abraham đến được với dân ngoại, và bởi đức tin chúng con có thể nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh. Ô, con cảm ơn ngài. Và bởi đức tin chúng con đón nhận, xin sự sức dầu của Đức Thánh Linh đến trên mỗi chúng con, xin thần khôn ngoan thông sáng của Chúa đổ xuống trên chúng con, để chúng con sống mỗi ngày trong sự dẫn dắt của Chúa, nghe được tiếng phán của ngài, những điều Chúa nghe đặt để trong tấm lòng của chúng con, để chúng con có thể biết và cảm nhận được những gì Đức Chúa Trời sắp sửa làm. Dù nó chưa được thịnh hành, chưa được bao nhiêu người ủng hộ, nhưng chúng con có thể nhận được một sự mặc khải, một sự báo trước từ nơi Chúa trong tâm linh của chúng con, để chúng con có thể sống, chuẩn bị đời sống của mình và giữ phần vào trong những công việc mà chúng con biết rằng đây là việc của Đức Chúa Trời, đây là những con người được Chúa ngài dấy lên, đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời, và chúng con sẽ đồng hành, chúng con sẽ yểm trợ. Cho con ngợi khen ngài, cho giáo ban phước Chúa dòng, tha thứ cho chúng con những ngày mà chúng con
vẫn sống và lựa chọn theo ý riêng, theo xác thịt. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng con ơi, xin giúp đỡ cho chúng con. Mình chúng con biết rằng với sự giúp đỡ siêu nhiên từ nơi Ngài, chúng con có thể đốt giai đoạn. Vì có sự mặc khải của Chúa, có sự báo trước của Ngài, mà chúng con không ngạc nhiên khi những cánh cửa cơ hội mở ra. Nhưng con sẵn sàng để bước qua những cánh cửa đó. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì những dấu hiệu mà Ngài đã mở ra và chúng con có thể thấy được cho đất nước Hoa Kỳ này, cho sự phục hưng của Hội Thánh của Chúa tại Hoa Kỳ, cho đất nước Việt Nam của chúng con và cho sự phục hưng của Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam, cho những gì Chúa Ngài toan định làm ở tại Đông Nam Á. Chúng con ngợi khen Ngài. Xin tiếp tục mặc khải ban phước. Chúa ơi, xin thương xót dân tộc của chúng con bằng cách tuôn đổ trong Hội Thánh của Ngài, gây những sự khao khát ở trong Hội Thánh của Ngài. Lạy Chúa, xin làm nới rộng sứ điệp này để nhiều người sẽ bắt đầu khao khát, trở nên những người trong hàng ngũ của những người của chi phái Issaka của ngày hôm nay. Thì Chúa có thể làm trong những chương cuối của Sáng Thế Ký, của các quan xét. Rồi Chúa Ngài cũng làm qua chi phái này ở trong Samuel nhất, Samuel nhì. Ô Đức Chúa Trời của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của các thế hệ. Và sự khôn ngoan của Ngài không bao giờ lỗi thời. Đường lối của Chúa không bao giờ lỗi thời, nhưng luôn luôn hợp thời, hợp lý và đi xuyên qua tất cả những hàng rào của quốc gia, của chủng tộc. Cảm ơn Chúa. Sự đường lối của Chúa, sự khôn ngoan của Ngài sẽ sức dầu Issaka đến trên con một cách tươi mới trong ơn của Ngài. Xin điều này đến trên hết thảy anh chị em của chúng con có mặt ở tại đây và tất cả những anh chị em chúng con đang đồng hành với chúng con trong sự cầu nguyện. Để ngay tại khu xóm của mình, ngay trong gia đình, gia tộc của mình, Chúa tiếp tục ban chúng con những sự khôn ngoan. Chúng con có những sứ điệp, chúng con có những đường lối, chúng con có những kế hoạch mà những người luôn cả trong dòng họ của chúng con ngạc nhiên thắc mắc, làm sao có thể biết được những điều đó, làm sao để có một cái sự chuẩn bị sớm như vậy, để rồi chúng con sẽ có được vị trí mà Issaka, hai trong lãnh đạo của Issaka đã có cho dân tộc của mình. Tất cả anh em họ hàng đều đứng ở dưới sự lãnh đạo của họ. Chúng con cảm ơn Chúa để gia đình, gia tộc của chúng con được cứu. Xin đổ sự sức dầu của các con trai Issaka trên chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa vì lời Ngài hứa, xin sẽ được, tìm sẽ gặp, gõ cửa sẽ được mở. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa sẽ được mở cho. Con tạ ơn Chúa trước vì sự gia tăng tươi mới của sự sức dầu này, để con có thể bước đi trong những ngày sắp đến, trong kế hoạch Việt Nam phải được cứu. Sẽ có sự không an thông sáng từ nơi Chúa, có ơn của Ngài, để rồi chúng con có thể đứng vào trong vị trí, có thể kêu gọi Hội Thánh của Chúa chung với người Việt Nam của chúng con, cùng đứng chung lại với nhau để chúng con làm việc lớn cho vương quốc của Chúa trước ngày Chúa trở lại. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.